Trấn Thành và những lần đụng chạm gây phẫn nộ với Hương Giang Idol. Lần nào làm việc chung, Trấn Thành cũng khiến người đẹp chuyển giới phải toát mồ hôi vì đụng chạm quá đà. Cô liên tục bị đàn anh diễn cảnh thân mật, tình tứ và đụng chạm da thịt thế này. Không biết anh chàng này có biết đầu mình đang dụi vào đâu không? Vòng 1 Hương Giang luôn là đối tượng công kích của Trấn Thành. Kiểu này mà Harry Won nhìn thấy không ghen mới là lạ. Có lẽ sau nam trong V-Biz Trấn Thành, người đụng chạm da thịt với Hương Giang nhiều nhất. Cũng vì là hai đồng nghiệp thân thiết nên Hương Giang chẳng có chút ngần ngại mỗi khi kề vai sát má. Trấn Thành chăm sóc Hương Giang chẳng thua gì bạn gái. Kiểu này về nhà thì anh chàng chết chắc với Harry Won. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!